Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc trong Galati đoạn 6, câu 6. Chúng ta đọc 3 lần câu Kinh Thánh này. Bản Kinh Thánh mà chúng ta cùng đọc chung với nhau, đó là bản Kinh Thánh ở trong 2010. Galati đoạn 6, câu 6, xin mời mọi người cùng đọc chung với nhau. Chúng ta không khởi sự đọc chung. Người được dạy đạo, hãy chia sẻ mọi thứ tốt đẹp với người dạy dỗ mình. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Người được dạy đạo, hãy chia sẻ mọi thứ tốt đẹp với người dạy dỗ mình. Trước khi học lời Chúa, tôi xin được phép cầu nguyện. Cảm ơn Chúa buổi sáng nay, ở trong tình yêu của Ngài, và ở trong sự dẫn dắt của Chúa, xin Ngài ban phước cho chúng con trong giờ này, trong lời của Chúa. Cảm ơn Chúa vì trong một tuần lễ, chúng con tri ân những người chăn bày, những người mục sư, những người lãnh đạo ở trong bầy chiên nhỏ bé mà Chúa giao cho họ, cũng như chính mình chúng con. Buổi sáng nay con cầu nguyện để Chúa Ngài ban phước cho chúng con trong giây phút chúng con được nghe lời Chúa. Xin lời Chúa Ngài tư mới linh hồn của chúng con. Lời Chúa Ngài làm cho chúng con được sống lại trong giây phút này. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện để lời Chúa Ngài dạy dỗ chúng con những điều chúng con cần phải làm, để chúng con được bước đi ở trong lời Chúa và tin cậy nơi Ngài. Con cầu nguyện để thần linh Chúa Ngài làm cho sống lại trong lời Chúa sáng nay. Con cảm ơn Chúa. Con dâng thì giờ trong tay Chúa, mọi vinh quang vinh hiển thuộc về Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trên trong cái mặt hội thánh tòa. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng nay như tôi đã gửi hội thánh của Chúa, chủ đề đó là không quên ơn. Và câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa được đọc đó là gì? Người được dạy đạo, hãy chia sẻ mọi thứ tốt đẹp với người dạy dỗ mình. Ở trong một vài bản Kinh Thánh khác thì lại cho chúng ta rất rõ nghĩa hơn. Đó là gì? Trong bản Kinh Thánh 1925 á, thì ghi thế này: kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy dỗ đó. Cho nên chúng ta sẽ có rất là nhiều bản Kinh Thánh để nói lên cái vai trò một cái người dạy đạo. Mà người nào mà người ta dạy đạo cho, người nào mà người ta truyền lại những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm mà họ chia sẻ cuộc đời của họ cho chúng ta, thì chúng ta phải có một cái tấm lòng đó là không quên ơn. Khi mà nói đến điều này thì thật sự là tôi có rất là nhiều người thầy, người cô đã linh hướng, đã giúp đỡ tôi trong cái giai đoạn mà tôi bắt đầu bước đi với Chúa. Năm tôi biết về Chúa đó là năm 16 tuổi. Khi mà tôi biết về Chúa năm 16 tuổi thì thật sự là mình còn gọi là thơ ngây lắm, mình không có hiểu biết nhiều. Rồi mình được những cái người đi trước họ dạy dỗ mình, tại vì cái con người mình á, nó có những cái cá tính rất là đặc biệt. Ngày mà mình biết đi với Chúa mình còn rất là nhiều tội lỗi, nhưng khi mình học lời Chúa, mình được dạy từng bài tính lý, từng bài dạy tính lý, mình được học Kinh Thánh, thì bắt đầu con người mình được thay đổi từng bước, từng bước, từng bước. Và cho đến bây giờ thì tôi cũng không bao giờ quên những cái ơn mà những người đi trước họ đã chia sẻ cho mình. Ở đây cái câu Kinh Thánh này thật sự nó không nói rõ hơn vai trò của một cái người mục sư hay là một người chăn bày, nhưng ở câu Kinh Thánh này dạy cho chúng ta biết đó là gì? Người nào mà người ta dạy đạo cho, hãy chia sẻ mọi thứ tốt đẹp với người dạy dỗ mình. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi trọng tâm cái phương đoạn Kinh Thánh này. Khi mà chúng ta học về sách Galati á, thì chúng ta biết bối cảnh của phương đoạn Kinh Thánh ở trong sách Galati rất là đặc biệt. Đó là Galati là một cái thành phố của đế quốc La Mã, và hầu hết những người mà họ tin Chúa Giêsu Christ ở tại thành phố này, hầu hết họ là người ngoại. Thế nhưng những người Galati này khi họ tin Chúa thì họ được dạy dỗ sai. Đó là gì? Những cái người đi trước á, họ yêu cầu những người Galati này, những người ở trong thành Galati này, đó là họ phải làm những cái nghi thức thời kỳ luật pháp của Môi-se. Một trong những cái nghi thức đó, đó là những người tin Chúa Giêsu phải chịu sự cắt bì giống như người Do Thái. Đó là một trong những cái lý do mà khi Phao-lô ông viết thư cho con dân Chúa ở tại Galati này, ông đã phải cảnh tỉnh và ông không muốn áp đặt những cái luật pháp đó trên những người, nhất là những người ngoại quay trở lại thờ phượng Chúa. Cho nên buổi sáng nay khi mà tôi chia sẻ và từng cái phần tôi có ghi đó là gì? Đó là vai trò của người dạy đạo thật. Khi mà tôi dùng cái cụm từ dạy đạo thật thì cũng có nghĩa là gì? Đó là dạy đạo giả, dạy đạo lừa dối, hoặc là dạy đạo không đúng lẽ thật mà Chúa muốn. Cho nên buổi sáng nay tôi sẽ chia làm 3 phần rất là rõ ràng. Đó là vai trò của người dạy đạo thật. Thứ hai là vai trò hay là người dạy đạo, người được dạy đạo được truyền lại những gì. Và thứ ba là họ phải làm điều gì để biết ơn cái người dạy đạo.
Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng phần thứ nhất. Đó là gì? Vai trò của người được dạy đạo thật. Cái người dạy đạo thật ở đây á, đó là gì? Họ hướng dẫn con dân của Chúa bước đi ở trong lẽ thật. Họ hướng dẫn con dân của Chúa làm theo lời Chúa. Nó không phải theo những cái lời truyền khẩu của loài người, nhưng mà phải theo lời của Đức Chúa Trời. Tại sao? Tại vì khi ở trong một cái hàng ngũ của giáo hội thời bấy giờ, họ một thể tập thể của một cái giáo hội thời bấy giờ, người ta đưa rất là nhiều cái nội quy, đưa rất là nhiều cái giáo điều, và lúc bấy giờ dẫn con dân của Chúa đi vào ngõ cụt. Thật sự chúng ta quay trở lại Kinh Thánh đó, cái việc này nó không phải là mới bắt đầu từ thời Phao-lô, nhưng mà từ thời của Chúa Giê-xu. Chúng ta nhớ câu chuyện đó là Chúa Giê-xu đã từng vào đền thờ để dẹp bàn của những người đổ bồ câu. Và tại nơi đó, Chúa đã cảnh tỉnh với tất cả những cái hàng giáo phẩm, giáo hội đã làm sai. Và Ngài đã phải tức giận để đổ bàn của những kẻ đổi bồ câu, đổi bạc, đổi tiền ở tại đền thờ. Cho nên chúng ta phải hiểu một điều đó là gì? Cái việc mà người ta dạy đạo cực kỳ quan trọng. Đó là chính là lý do tại sao mà buổi sáng nay tôi muốn dùng cái cụm từ đó là gì? Đó là vai trò của người dạy đạo thật. Tại sao? Chỉ cần những cái bước thang đầu tiên, bước chân đầu tiên của người tin Chúa thôi mà họ bị dạy sai, thì có nghĩa là rất là khó khăn cho hành trình sắp tới, rất là khó sửa. Giống như một cái nhà mà chúng ta đào móng á, mà chúng ta tính toán sai, hoặc là chúng ta không tính toán một cái kết cấu nhà tốt, và chúng ta làm nền móng không chắc, thì cuối cùng nhà nó cũng sẽ sụp đổ. Và người Do Thái tôi nhớ có một cái câu nói thế này, đó là người ta mặc áo và cái khuy nút đầu tiên sai thì sao ạ? Tất cả các khuy nút khác đều sai. Người Do Thái có một cái câu rất là thâm thúy và rất là hay, đó là khuy nút đầu tiên mà gài sai thì có nghĩa là các nút áo kế tiếp đều là sai cả. Cho nên việc mà một người họ chia sẻ lẽ thật của Chúa, dạy đạo thật cho chúng ta, nó cực kỳ quan trọng. Và nếu mà chúng ta so sánh thì chúng ta có rất là nhiều lý do để chúng ta sẽ so sánh. Thứ nhất là về bối cảnh, thứ hai là sự khác nhau giữa người dạy đạo và dạy học. Có nhiều người lầm tưởng cái việc mà dạy đạo nó giống như dạy học, nó sẽ cần có rất là nhiều cái sư phạm, điều đó không sai. Nhưng mà chúng ta thấy rõ là gì? Đó là ở ngoài đời người ta rất là tôn trọng những người dạy học, những người dạy dỗ. Vì sao? Vì họ cho một số kiến thức cho cái người được dạy. Và chính vì lẽ đó, người ngoài đời người ta xem trọng thầy cô, và vì thầy cô cho họ những cái kiến thức ha, cho họ những cái sự hiểu biết ở trong cái thế giới này. Nhưng mà đối với việc dạy đạo á, nó không giống như việc dạy học. Không những cho những kiến thức, nhưng mà họ cho những kinh nghiệm sống. Nhưng mà đặc biệt là gì? Họ không được trả lương. Khi chúng ta đi học bên ngoài thì chúng ta phải trả một cái khoản thù lao cho thầy cô. Thậm chí chúng ta đi vào học phổ thông cũng phải trả. Thậm chí chúng ta học nhạc cụ. Tôi nhớ là bây giờ muốn học nhạc cụ hoặc đi học luyện thanh á, thì một giờ phải trả bao nhiêu tiền. Nhưng mà tiếc thay là người ta dạy đạo thì dường như không có tiền. Tôi chưa bao giờ được thấy rõ là những cái ngày tháng mà những người ta dạy đạo cho mình mà mình phải trả tiền cho người ta hết. Thậm chí khi tôi đi dạy đạo, tôi mời người ta ra uống cà phê, tôi phải trả luôn tiền cà phê luôn. Nó có rất là nhiều cái bất hợp lý. Nhưng mà khi mà chúng ta đi sâu sát vào lời của Chúa thì chúng ta thấy rằng người ta cho mình một cái lượng kiến thức mà có thể thay đổi cuộc đời của mình, thay đổi vận mạng của mình. Nó hơn rất là nhiều những cái gọi là những cái sự dạy dỗ, dạy học bên ngoài. Thế nhưng họ không có một cái khoản thù lao nào cả. Và khi mà tôi quay trở lại lời của Chúa đó, thì trong lẽ thật của Chúa đó là sự dạy đạo thật, là hướng người ta đến chân lý lẽ thật, đi trong nền tảng về thánh kinh chỉ dạy, lấy lẽ thật làm nền tảng, chứ không phải bởi những giáo luật, lời truyền khẩu của loài người. Ở trong lời Chúa, trong Mác đoạn 7 câu 9 như thế này, Ngài cũng phán cùng họ rằng, các ngươi đã bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời, đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình. Trong Mác đoạn 7 câu số 9 ghi rất rõ điều này. Đó là người ta sẵn sàng bỏ lời của Đức Chúa Trời để giữ lời truyền khẩu của loài người. Và họ bị khô cứng, họ bị gọi là họ không có linh động để có thể thấy rõ tay của Chúa làm. Một ngày kia Chúa Giê-xu vào đền thờ, và trong ngày Sa-bát Chúa làm gì? Đó là Chúa chữa lành bệnh tật cho một ai đó. Và lập tức các thầy thông giáo lên tiếng và họ phê phán Chúa là tại sao chữa lành người ta ở trong ngày Sa-bát.
Vì luật Môi-se đó là gì? Là Ngài sẽ bắt không được làm gì cả. Và theo nếu mà chúng ta có thời gian chúng ta quay trở lại Kinh Thánh á, hoặc là chúng ta tra cứu Kinh Thánh và lịch sử á, thì trong một ngày Sa-bát người ta chỉ được đi bao nhiêu km thôi, chứ không được đi hơn cái số km được quy định. Mà thật sự trong Kinh Thánh không có chỗ nào quy định là một ngày Sa-bát mình phải đi bao nhiêu km hết. Nhưng mà con người sẵn sàng bỏ lời Đức Chúa Trời để sao à? Ưu tiên lời truyền khẩu của con người. Và người mà chia sẻ lẽ đạo thật cực kỳ quan trọng. Người mà dạy đạo cho chúng ta những cái năm tháng, những ngày tháng mà chúng ta bước đi với Chúa cực kỳ quan trọng. Tại sao? Họ có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta, thay đổi vận mạng của chúng ta luôn. Nhưng mà họ không có một cái điều gì hết. Chúng ta thấy và chúng ta quan sát bên ngoài Kinh Thánh, chúng ta đi sâu vào Kinh Thánh thì chúng ta thấy rõ đó là gì. Những người được Chúa kêu gọi phục vụ Chúa, họ xả thân hầu vì Chúa, thì họ không có một cái quyền lợi đòi hỏi một quyền lợi gì cả. Nhưng ngày hôm nay, ngày hôm nay chúng ta nhìn xung quanh có rất là nhiều tôn giáo và họ có những cái bài giảng để làm sao giống như là phục vụ cho chính mình nhiều hơn, phục vụ cho tổ chức của họ nhiều hơn, phục vụ cho những cái gì họ viết ra nhiều hơn. Và họ quy định và ép con dân của Chúa phải làm theo cách của họ cho là phải. Nhưng buổi sáng nay tôi muốn nói một điều đó là gì? Lời của Chúa cho chúng ta buổi sáng nay đó là vai trò của người dạy đạo thật đó cực kỳ quan trọng. Và giống như lời Chúa buổi sáng nay ghi là người được dạy đạo. Vì khi họ hầu vì Chúa, họ dạy đạo cho chúng ta, họ dạy những cái lời mà có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta. Thật sự chúng ta đi học bên ngoài, lời đó có thể thay đổi sự khôn ngoan của chúng ta, có thể thay đổi sự nhận thức của chúng ta, nhưng mà không thể thay đổi cái linh hồn của chúng ta được. Nhưng mà người dạy đạo đó thì có thể thay đổi linh hồn của chúng ta. Amen không ạ? Mà chỉ cần vô tình mà chúng ta hiểu sai lẽ đạo, hoặc là người dạy đạo họ dạy sai một lẽ thật nào đó thôi, thì có thể dẫn chúng ta xuống địa ngục. Cho nên việc cái người dạy đạo cực kỳ quan trọng. Và hội thánh của chúng tôi cũng vậy. Khi mà chúng ta quyết định dạy tín lý cho ai đó thì phải cắt cử người thật sự là hiểu biết lẽ thật để chia sẻ cho những người mới tin đạo, để họ biết lẽ thật mà họ bước đi với Chúa. Vậy cái việc khôn ngoan ở đời này nó không có phải là tất cả để người đó có thể dạy đạo được. Vì hãy nhớ nè, sự khôn ngoan đời này không thể giải bài được hết những cái điều lẽ thật ở trong Kinh Thánh. Những người đó phải được sống ở trong lời Chúa, được tái sanh, được biến đổi, và người đó hiểu lẽ thật của Chúa thì người đó mới thể chia sẻ những lẽ thật. Chúng ta muốn có sự khôn ngoan, chúng ta muốn làm ăn phát đạt, chúng ta muốn giàu có, chúng ta muốn hạnh phúc gia đình, chúng ta có thể đi tìm bên ngoài để học những cái khóa huấn luyện đào tạo thay đổi gia đình của chúng ta. Nhưng nếu mà muốn biết lẽ thật thì tôi xin thưa những người đó đó, cho dù họ có trình độ, họ có tri thức, họ có giàu có chăng nữa, nhưng mà họ sẽ không bao giờ có thể chia sẻ cho chúng ta được. Tại sao tôi nói điều này? Kinh Thánh ở trong Công vụ đoạn 8 có một cái câu chuyện. Đó là một vị hoạn quan Ethiopia. Một ngày kia ông đi trên đường, và trên đường đi như vậy thì Chúa bày tỏ cho Philip là một chấp sự, và Chúa nâng bước Philip cho nên đuổi kịp hoạn quan. Và trên đường đi như vậy thì có một phúc Kinh Thánh. Ông hoạn quan này là một người có địa vị ở trong xã hội lúc bấy giờ, được gọi là hoạn quan mà, có nghĩa là cùng với triều đình của ông, cùng với những người có gọi là những cái gọi là hàng gọi là giáo phẩm lúc bấy giờ, những cái người có vị trí ở trong thời điểm bấy giờ ở Ethiopia. Nhưng mà khi ông đọc Kinh Thánh, ông không hiểu. Ông không hiểu gì cả. Và khi ông không hiểu á, thì lập tức Chúa cho Philip đến. Và lời Chúa ghi lại cho chúng ta biết rằng ông không hiểu khúc Kinh Thánh đó, và ông muốn Philip phải dẫn hướng dẫn ông, dạy ông cái khúc Kinh Thánh đó. Vì thấy không à, họ có tri thức, họ có giàu có, nhưng chưa chắc gì họ hiểu lẽ đạo. Vậy cái người mà dạy đạo cho chúng ta từ những nấc thang đầu tiên không phải là việc họ có sự khôn ngoan đời này không thôi, nhưng mà đôi lúc họ có tấm lòng yêu mến Chúa và biết lẽ thật của Chúa và chia sẻ những cái kinh nghiệm của họ cho mình. Những người đó thật sự là quý giá. Những người đầu tôi tin Chúa đâu có ai mục sư dạy cho tôi Kinh Thánh gì đâu.
Nhưng mà những chị em được biến đổi, những người được Chúa thay đổi, họ chia sẻ, họ dạy cho tôi những bài tinh lý đó. Tôi nhớ lúc bây giờ thì cô chị ở đây chưa có biết Chúa. Lúc bây giờ thì gia đình tôi có một mình tôi tin Chúa à. Và lúc bây giờ thì cái cô Oanh á, cô Oanh có lại nhà tôi và tôi nhớ ở nhà tôi thì phía trước nó có một cái hàng ba. Tôi thường tối tôi ngủ á thì tôi trải một cái ghế bố và tôi ngủ ở đó. Thì chiều hôm đó thì có người lại đến, là cô Oanh đến để làm chứng cho tôi. Và khi làm chứng giống như dạy đạo cho mình, nói chuyện về đạo, tức là dạy những cái bài tính lý bắp tem á, thì cô chị lúc bây giờ cô chị chưa có biết Chúa, cho nên cô chị rất là ghét mấy cái người tin lành này. Lại nó bắt đầu giống như mình quét nhà đó mà lấy cái chổi hất hất hất, cái giống như kiểu đuổi vậy đó. Tôi nói lên đây thì chắc cô chị sẽ nhớ cái điều đó rất là nhiều. Lúc bây giờ thì cô chị chưa có biết Chúa, nhưng mà cảm ơn Chúa sau này thì cô chị biết Chúa rồi, bắt đầu yêu mến Chúa còn hơn những cái thời điểm mà bắt bớ như vậy. Điều đó tôi thích lệ cho con dân của Chúa và tất cả mọi người trong sáng nay. Đó là gì? Những người dạy đạo, họ đã hy sinh thời gian, họ đã hy sinh công sức của họ, họ đã đem những cái gì đó họ biết về Chúa. Và đặc biệt đó là gì? Họ có một cái điều đặc biệt, đó là họ được Chúa cứu và qua tấm lòng của họ để mong rằng những người khác cũng được cứu giống như họ. Có nhiều người người ta nói người tin lành là đạo dụ, cho nên là dụ đến nơi này dụ kia. Thật sự tôi xin thưa luôn là chẳng qua vì cuộc đời mình được biến đổi, và vì điều đó Chúa yêu mình quá, và mình biết rằng Chúa yêu tất cả mọi người, cho nên mình muốn chia sẻ cái điều đó cho một ai đó họ biết Chúa. Và người dạy đạo nó khác biệt với một thầy cô bên ngoài để dạy có cái chữ, có cái nghĩa, có cái sự không sáng đời này. Nhưng mà lời Chúa cho chúng ta biết rằng người dạy đạo thật là người như vậy. Chúng ta thấy may mắn không ạ? May mắn vì chúng ta có những người Chúa đem đến dạy cho chúng ta những lẽ thật. Chứ không phải là chúng ta sẽ suy nghĩ đi, tại sao mà Chúa thương mình? Chúa thương mình để rồi mình gặp được những thầy cô, những người đi trước, họ dạy cho mình những lẽ thật, chứ không phải là lẽ giả. Quý vị biết bên ngoài có rất là nhiều người, họ học những cái lẽ giả, họ được dạy đạo nhưng mà đạo giả, đạo mà đem người ta đến địa ngục á. Đó. Mà quý vị biết không? Họ cung phụng, họ làm hết sức có thể luôn. Mà đó là gì? Đó là đạo mà đạo giả đó. Đạo mà đem người ta đến sự chết á. Người ta cam tâm tình nguyện để làm điều đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta may mắn, và Chúa có chương trình trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta được ai đó dạy đạo thật cho chúng ta. Amen không ạ? Dạy những lẽ thật để cứu chuộc đời của chúng ta. Và cảm ơn Chúa, đó là điều mà Chúa ngày ban phước cho chúng ta. Điều thứ hai tôi muốn gửi lời tới người Chúa, đó là người được dạy đạo được gì khi truyền lại. Giống như hồi nãy giờ tôi nói á, đó là bên ngoài người ta có thể học được những kinh nghiệm, những bí quyết, những kỹ năng khôn khéo, khéo léo ở đời này. Nhưng người học đạo lẽ thật của Chúa được biến đổi tâm trí, biến đổi thể xác, thay đổi quá trình mình và được tái sinh. Có ba điều mà tôi muốn gửi đến mọi người tại đây. Người được dạy đạo họ nhận được gì? Thứ nhất là bám trụ lẽ thật, không lệch khỏi khuôn khổ lời Chúa, giữ lời Chúa hơn lời truyền khẩu, và chớ nghe chuyện hiểu, chuyện hiển của người Giu-đa và điều răn của người ta trái với lẽ thật. Nếu một ai đó chúng ta tin Chúa mà chúng ta không được dạy dỗ kỹ càng thì có một lúc nào đó chúng ta sẽ không đi đúng lẽ thật. Cách đây không lâu tôi có một người tôi kêu bằng chú này là một người tin Chúa rất là lâu rồi và gia đình chú cũng là tin lành luôn. Một ngày kia tình cờ khi mà tôi đi ăn chiều với ông, và ông vào quán cùng ăn với tôi, ông ăn một tô hủ tiếu cùng với tôi. Thì lúc bấy giờ thì ăn thì người ta thường hỏi, ở Việt Nam thì thường thường ăn á bỏ huyết, quý vị nhớ không, bỏ huyết vào. Thì ông kêu và ông trong cái tô của ông nó có mấy cục huyết như vậy luôn. Và tôi rất là ngạc nhiên, ủa chú, mà người đó là chấp sự nhà thờ nha quý vị, chứ không phải là người bình thường nha, là chấp sự nhà thờ đấy. Thì tôi mới ngạc nhiên và tôi hỏi, ủa chú, tại sao chú vẫn còn ăn huyết như vậy? Thì ông nói rất bình thường, đâu gì đâu, ăn huyết nó lọc bụi gì trong cơ thể đó, rất là bình thường.
Tôi rất là ngạc nhiên. Sau đó thì tôi có cơ hội tôi nói về Chúa, về lẽ thật của Chúa ở trong Kinh Thánh luôn. Sau khi những có rất là nhiều cái giáo điều, nhưng mà tại giáo hội nghị Jerusalem á, thì có những điều con cái Chúa cần phải giữ. Đó là gì? Đó là không ăn của cúng hình tượng, không được ăn huyết cùng với thú vật chết ngọc. Cho nên chúng ta phải hiểu có những cái nguyên tắc đó để rồi chúng ta biết điều nào giữ và điều nào không giữ. Và nếu mà chúng ta không có sự dạy dỗ thì chúng ta không bao giờ biết lẽ thật. Và không biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ không giải phóng chúng ta. Thật sự khi được người dạy đạo cho chúng ta, người ta dạy đạo á, người ta truyền lại những kinh nghiệm không thôi, nhưng mà đôi lúc nó cũng đau lắm. Tại sao à? Tại vì họ dạy lẽ thật, đôi lúc nó đau. Nhưng mà chúng ta phải chấp nhận. Vì sao? Vì lẽ thật đó có thể giải phóng cuộc đời của chúng ta. Vì lẽ thật đó có thể buông tha cuộc đời của chúng ta, và nó không dẫn cuộc đời chúng ta vào địa ngục. Tại hội thánh yêu thương này có một người, người chị em này. Ngày mà người chị em tin Chúa thì cái quá khứ của chị nó không được tốt lắm. Nhưng mà đương khi mà chị đến với hội thánh, chị tin Chúa rồi đó, thì Chúa đã làm một điều. Đó là gì? Chị học biết lời của Chúa. Và cho đến khi mà chị học lời Chúa thì vào thời điểm đó chị đang ở với một người. Người này được gọi là chồng của chị, nhưng mà không hề có giấy hôn thú, không hề có giấy kết hôn gì cả. Và khi mà chị học tới cái chỗ đó thì tôi mới phân tích, và chị đã nói em đã làm sai rồi, bây giờ theo mục sư thì phải thế nào. Mà chị ở với cái ông này đã, cái người chồng này á, là nhiều năm. Và tôi nói tùy đức tin chị, nhưng mà trong lẽ thật của Chúa cho chúng ta biết thế nào à? Đó là gì? Nếu mà mình biết lẽ thật, mình làm theo lời Chúa thì lẽ thật sẽ giải phóng mình. Sau đó chị quyết định làm theo lời Chúa, chứ không phải làm theo tôi. Tôi chỉ đưa ra một cái viễn cảnh theo cái cách mà lời Chúa dạy thôi. Đó là bây giờ có hai cách. Chị phải về yêu cầu chồng mà đang ở á, vì để làm kết hôn. Tại sao? Tại vì đó là hợp pháp. Chị phải làm kết hôn mới là được gọi là chồng chị. Còn nếu mà không làm kết hôn thì không phải là chồng của chị. Và tôi nói với chị, quý vị ơi, chị sống với người này nhiều năm, mấy năm rồi, và chị nghe theo lời của Chúa và chị quyết định về. Bây giờ tôi với ông tạm thời đình chiến, có nghĩa là không ở chung với nhau. Và bây giờ tôi tin Chúa rồi. Lúc bây giờ chồng đó, cái người đó chưa có tin Chúa, thì chị quyết định là bây giờ là làm lại hôn thú, tức là ra ngoài công chứng đàng hoàng thì mới được ở với nhau. Ông chồng không chịu. Và quý vị biết không, chị chấp nhận đi ra khỏi nhà và sống bên ngoài, bước đi với Chúa, tin cậy Chúa. Rất là buồn bã vì phải xa chồng của mình, nhưng mà vì cớ làm theo lời của Chúa mình được phước. Và khoảng mấy tháng sau thì tôi được nghe điện thoại báo tin, một tin: mục sư ơi, thầy ơi, vui lắm, ổng đồng ý kết hôn rồi. Ổng đồng ý ra ngoài gọi phường xã để ký đăng ký kết hôn rồi. Wow. Mà bây giờ ổng đồng ý, và bây giờ mua cho chị xe luôn, xe để, tại chị biết lái xe hơi á, mua cho chị xe luôn, chiếc xe luôn, và mời chị về nhà và bắt đầu đăng ký kết hôn lại. Tôi muốn nói lên điều này, đó là gì? Đó là khi chúng ta bước đi trong lời Chúa, cái người dạy đạo á, đôi lúc họ đưa ra những cái quyết định cho chúng ta, gợi mở cho chúng ta những cái quyết định. Nhưng mà những quyết định đó nó có thể đau, có thể khó khăn. Nhưng mà tôi xin thưa quý vị, đó là gì? Đó là có thể cứu linh hồn của chúng ta. Những cái quyết định đó, những cái suy nghĩ đó, sự dạy dỗ đó, có thể cứu cuộc đời của chúng ta. Vậy người dạy đạo đó thay đổi đời sống của chúng ta, mỗi ngày được biến đổi, lột bỏ con người cũ để mỗi ngày được lớn hơn. Vì anh em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài đúng như chân lý trong Đức Chúa Giêsu. Vậy anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá. Người dạy đạo, người ta đưa lẽ thật của lời Chúa đến, và người đó không phải là thay đổi suy nghĩ hành động thôi, nhưng mà nó có thể thay đổi đời sống mới người đó nữa. Đó là sự khác biệt của một người nghe theo lẽ đạo và biến đổi theo lẽ đạo. Sự khác biệt của nhiều người ngày hôm nay đó là gì? Nhiều người nghe tai này bỏ qua tai kia. Và ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24, đó là những người nghe theo lời Ngài. Sao à?
những người nghe theo lời ta, làm theo, người ấy sẽ giống như là nhà mình xây trên vườn đá, có dầu có, mưa xa có, gió lây sâu động cũng không hại gì. Nhưng mà người mà nghe theo lời Chúa mà không làm theo, thì coi chừng. Vừa rồi ở Lào Cai, vừa rồi ở Cao Bằng, quý vị ơi, người ta đặt những căn nhà, không phải là căn nhà có bê tông cốt thép đâu nha, chỉ là những căn nhà gỗ thôi. Nhưng mà quý vị có xem những cái clip phim không à? Đó là họ đặt những cái căn nhà đó ở trên những cái mô đất mà nó không chắc chắn. Và khi có gì có lũ quét xuống á, là sao à? Đi hết luôn. Và tôi có coi một cái thước phim, một cái nhà đó tức hơn 2 tỷ, nằm gần vỉa đường luôn. Ở trên sạc xuống một phát, nhà đi hết trơn luôn. Mấy tỷ bạc nhà xong xuôi, may là không có người mất. Vì sao? Và họ đặt nền móng cái nhà đó ở trên những cái mô đất, những cái nơi không chắc chắn. Và điều thứ ba đó là gì? Đó là cho những thế hệ sau. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được gọi là những dòng dõi của đức tin. Khi Chúa gọi Abraham ở trong Sáng Thế Ký 12 từ câu 1 câu 3, đó là: con hãy ra khỏi vòng bà con quê hương của con, hãy đến xứ ta sẽ chỉ cho, ta sẽ cho con và dòng dõi con được phước và làm sáng danh con. Chúa không hứa cho một mình Abraham, nhưng mà Chúa hứa cho ai à? Cho dòng dõi ông. Wow. Người ta có thể hứa cho một khoản tiền nào đó với cuộc đời của chúng ta, hứa giúp cho chúng ta bằng cách giúp cho con của mình. Nhưng mà không ai dám hứa là tôi dám bảo đảm là hứa cho ngàn đời của chúng ta hết á. Không có một ai dám đứng là ta dám hứa là xin lỗi luôn, 10 đời cũng không dám hứa nữa. Nhưng mà Chúa dám hứa ngàn đời cho những người nào yêu mến Chúa. Chúng ta tin Chúa không phải đời này không, mà cả đời con cháu chúng ta, hậu tự của chúng ta yêu mến Chúa nữa. Đó là thật của Chúa. Người dạy đạo cho chúng ta, họ cho chúng ta những kiến thức, cho chúng ta không phải đời này mà cả đời sau, cho con cháu của chúng ta ngàn đời cho những người nào yêu tin Chúa nữa. Đó là những người dạy đạo thật, họ cho chúng ta những cái lượng kiến thức đó. Nhưng tiếc thay, ngày hôm nay chúng ta lại không có quan tâm lắm đến người dạy đạo. Một cái bức tranh mà dường như nan giải, tôi dùng chữ nan giải. Tại sao chữ nan giải? Đó là nó quá khập khiễng với những gì mà chúng ta đón nhận. Một người công nhân bình thường đi làm, lương cơ bản ở đây chắc cô Huệ cũng sẽ cho chúng ta rõ, lương cơ bản cũng khoảng 6 triệu. Đó là mình nói người công dân bình thường lương 6 triệu, chưa tính các khoản gọi là khoản gọi là phụ cấp gì đó, có thể là khá xíu là 8 triệu hay 10 triệu. Rồi những người mà nhân viên kỹ thuật giật rất là giàu có, tuyệt vời quá. Một ngày kia khi ông đang đi dã ngoại cùng với hội thánh ở ngoài bãi biển, ông đang nằm trên ghế nè, lời Chúa đến với ông, hỏi là: con hầu vì Chúa, con thấy kết quả không? Con thấy thỏa lòng không? Mà con làm việc như vậy có phải là làm theo ý muốn của ta hay không? Và ông nằm đó, ông suy nghĩ, ông bị cáo trách. Và ông nói là: bây giờ con phải làm lại, con phải đi ra cứu nhiều người, làm chứng mấy ông đại gia khó lắm chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà thật sự là lúc bây giờ có rất là nhiều người cần được cứu. Sau đó thì ông quyết định. Ông quyết định gì? Đó là ông quyết định làm theo lời Chúa, đó là nói về Chúa cho mọi người. Ông đi đến những cái gầm cầu, những người ở bụi đời dưới cái gầm cầu, ông cho họ những cái phần ăn, ông làm chứng cho họ. Ông đến những cái bô rác, ông chia sẻ những phần ăn, ông làm chứng cho những người làm những cái bô rác trong vệ sinh. Rồi ông đến những cái người bụi đời, ông đến ông nói về Chúa. Và bắt đầu thì làm gì? Mời họ đến hội thánh. Quý vị ơi, bắt đầu có những phát sinh hội thánh. Đó là gì? Khi mà những người đại gia, những người có trình độ tri thức ở một hội thánh sạch sẽ đẹp đẽ như vậy, bắt đầu có những người bụi đời, những người làm gọi là ở những cái bô rác, ở sống dầm cầu á, bắt đầu bước chân vào hội thánh, bắt đầu nó phát sinh rất là nhiều tiêu cực. Có những người chưa bao giờ, xin lỗi luôn, chưa bao giờ biết đi bằng cầu á, ngồi vệ sinh bằng cái bằng cầu như thế nào á,
là họ vô họ không biết bàn cầu là gì, họ ị đại lên luôn. Rồi những người mà có tri thức trình độ họ thấy như vậy á, nó bắt đầu nó khó chịu và bắt đầu lên án ông. Không được, không được, tôi không thể nào nhóm chung với hội thánh khi mà có những người đó. Và bắt đầu rất là nhiều người bắt đầu đi. Và cuối cùng nhìn lại hội thánh ông còn một số người gọi là hiểu được khải tượng của Chúa trên ông và ở lại với ông, cùng làm việc với ông. Sau đó những đại gia đi hết trơn à, và những người gia đình mà được mời đến hội thánh đó. Tôi nhớ một buổi nhóm của ông á, là khi nhóm xong là ra ngoài phía ngoài á, ông để một cái bàn dài như vậy nè. Trên bàn dài đó là ông nói là mỗi lần nhóm như vậy, chủ nhật nhóm xong á, thì ông tặng mỗi người một món quà. Có khi á, chỉ lấy được một món nha. Khi thì là một cái bàn chải đánh răng. Ví dụ tuần này lấy cái bàn chải rồi thì tuần sau lấy cái món khác. Tuần sau lấy cái kem, tuần sau lấy cái thau nhỏ, tuần sau lấy cái khăn, tuần sau lấy cái gối. À, ông có rất là nhiều quà cho những người nhóm lại. Ông cho một món thôi. Mỗi người được nhóm xong được một món quà xách về. Rồi những cái đứa con của những người đó đó, những người kia 40-50 tuổi rồi, dạy hoài không vô. Bao rồi có những đứa nhỏ nó lớn lên, họ cu mang như đứa nhỏ, họ dạy. Cho đến khoảng mười mấy năm sau, những đứa bé con của những người đó đó, bây giờ đứng thông dịch cho hội thánh luôn. Những đứa con của những người bụi đời, những đứa con của người sắm gầm cầu, bây giờ đứng ngay bục giảng để chuyển ngữ cho một những cái diễn giả nước ngoài, cho hội thánh nghe. Và bây giờ khoảng mười mấy hai mươi năm sau, họ nhìn thấy được bông trái của những gì mà Chúa kêu gọi họ làm. Đó là phải là thay đổi một thế hệ không à? Thay đổi không phải thế hệ của cái người được cứu lên mà con cháu của họ luôn đó quý vị. Và người dạy đạo là như vậy đấy. Người ta bây giờ người ta dạy đạo quý vị, người ta cho một lượng kiến thức quý vị, những lời sự sống đó, đôi lúc cá nhân của một ai đó không nhận lấy lãnh được, nhưng mà thế hệ sau con cháu họ nhận lãnh được. Ở đây có cô chị, và sáng nay cảm ơn Chúa An Hòa đứng đại dịch chuyển ngữ, An Hòa đánh keyboard đó, rồi An Bình chuyển ngữ nữa. Hồi xưa có bao giờ mà chị nghĩ rằng con mình sau này nó đứng lại chuyển ngữ cho thánh không? Bây giờ suy nghĩ có đúng không mà? Nhưng mà bây giờ mình nhìn thấy được cái bóng dáng con mình, tại vì mình yêu mến Chúa, mình phục vụ Chúa, mình hy sinh cho Chúa. Bây giờ Chúa chúc phước cho con của mình, chúc phước cho hậu tử của mình. Rồi một ngày nào đó những đứa con này nó bước vào chức vụ phục vụ Chúa nữa, thì mình thấy phước hạnh dường bao. Những người dạy đạo họ giúp, họ truyền lại, không phải là cho thế hệ chúng ta không, mà cho thế hệ ngàn đời con cháu chúng ta, khi con cháu chúng ta tiếp tục yêu mến Chúa. Amen không ạ? Và điều thứ ba là điều cốt lõi, đó là gì? Người được dạy đạo hãy chia sẻ mọi thứ tốt đẹp với người dạy dỗ mình. Giống như hồi nãy tôi có chia sẻ trong cái bản kinh thánh khác á, thì ghi lại thế nào à? Đó là người dạy đạo, cái người dạy đạo được chia sẻ cho chúng ta những lượng kiến thức thay đổi cuộc đời của chúng ta, thay đổi vận mệnh của chúng ta. Bây giờ mình phải làm gì? Đó là mình phải chia sẻ những cái gì tốt đẹp nhất cho họ. Và một số các bản kinh thánh khác ghi lại là gì? Phải chia sẻ lại những cái gọi là tài sản, những cái gì quý báu nhất cho họ luôn. Khi mà nói tới mà gọi là lấy tài sản mà cho người ta đó, thì nó hơi bị nhức đầu quá, gọi là nó tăng luôn. Tại vì nó sao nó khó chịu lắm. Nhưng mà chính mắt tôi thấy, chính mắt tôi thì tôi chưa nhận được, nhưng mà chính mắt tôi thấy có những người họ hầu vì Chúa mà được người ta cho một căn nhà mặt tiền luôn rồi. Một sư được cho người ta căn nhà mặt tiền luôn. Vì biết một căn nhà mặt tiền bây giờ bao nhiêu tiền không? Ở dưới ngay chỗ Thanh Đa đó, đường dưới Bình Quế á, bờ ngang 4 mét, dài khoảng 20 mét. Người ta cho ông bà mục sư này căn nhà luôn. Vị có thấy cái nhức đầu không? Lăn tăn không? Là người ta dâng căn nhà luôn đó quý vị. Rồi chính mắt tôi thấy, cách đây 1-2 tháng tôi đến một cái hội thánh kia. Cái ông này á, là ông không dám xài tiền. Ông đó năm nay khoảng 60 mấy tuổi rồi, không dám xài tiền. Người ta nói ông này là ông trùm luôn á, giống như kiểu là ngắt không ra đó. Nhưng cho tới một ngày, ông gọi mục sư lại, ông bà mục sư lại: mục sư ơi, và ông kêu các con lại luôn: bây giờ ba mẹ quyết định đã mua được một miếng đất bề ngang 8 mét, dài khoảng 20 mét á,
bây giờ quyết định dâng cho hội thánh, và bây giờ giao lại cái tài sản đó cho cái ông bà mục sư luôn, ở tại ở bên ngay chỗ Bình Hưng Hòa đó. Lúc bây giờ cái miếng đất nó khoảng 4-5 tỷ, bây giờ chắc cũng cỡ hơn chục tỷ rồi, đường ngon lành luôn, đường rất là rộng luôn. Mà hồi đó ổng là người không dám xài tiền, mà người ta nói ổng là giống như là kéo ông ra đó. Nhưng mà bây giờ ổng dâng cái đó cho nhà của Chúa. Và bây giờ mục sư cất cái nhà nó xong thì bắt đầu làm tư thức riêng đó, ông mục sư ở đó luôn, rất là lịch sự. Hồi xưa ở một cái nhà rất là nhỏ, bây giờ ở có tư thức riêng để ở trong cái nhà thờ đó. Và điều mà tôi muốn gửi đến hội thánh của Chúa đây là gì? Đó là gì? Đó là khi mà một ai dạy đạo cho, phải lấy hết thảy của cải mình mà chi cho người dạy dỗ đó. Nếu mà chúng ta dở cái câu kinh thánh Galatia 6 câu 6 ở trong bản kinh thánh 1925 á, thì là phải lấy hết tài sản của mình có, của cải mình có để chi cho người dạy đó. Đây là lời Chúa nói chứ không phải tôi nói. Tại sao? Tại vì họ hy sinh, họ làm cho công việc Chúa, họ cho chúng ta những cái lượng kiến thức mà có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta, họ dạy cho chúng ta những lẽ thật để biến đổi cuộc đời của chúng ta. Và Kinh Thánh nói như thế nào à? Hãy lấy hết thảy những cái gì quý báu nhất, giá trị nhất, để sao? Để chúc phước cho họ, để chi cho họ, để giúp cho họ. Và nếu chúng ta kỹ hội thánh đầu tiên, họ đã làm được điều đó. Đó là vì người ta lấy cái, khi mà được các sứ đồ dạy dỗ á, thì họ lấy tài sản, họ bán đất bán đai, họ đặt dưới chân sứ đồ. Tại sao? Vì đó là lời dạy, Kinh Thánh Chúa dạy. Nhưng mà nghịch lý ngày hôm nay đó là trong cái thời kỳ sơ rốt này, ở trong Tiên Mô Thứ Nhì đoạn 3 câu 1 câu 5 như thế này: hãy biết rằng trong thời ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sức sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay vô vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy, phản bạn, hay nóng giận, lớn mình, kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến nước của trời. Bề ngoài thì giữ điều như đất, nhưng chối bỏ quyền phép của những nước đó, những kẻ thể ấy còn hãy lánh xa đi. Thời kỳ sơ ốc, lường thầy, phản bạn. Kinh Thánh nói, không phải tôi. Thầy mà còn phản, lừa cả thầy, phản cả bạn luôn. Tại sao? Đó là những lời sau đó. Nhưng mà nếu chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, ở trong lẽ thật của Chúa, chúng ta bước đi trong lẽ thật của Chúa, thì chúng ta biết rằng ngày sau đó này càng phải làm những điều mà Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta. Đó là phải nhớ ơn những người lãnh đạo, nhớ ơn những người dẫn dắt đạo cho mình, chia sẻ những lẽ thật để cứu cuộc đời của chúng ta. Và nếu chúng ta nhớ ơn thì chúng ta phải hành động. Thật sự khi mình chia sẻ cho một ai đó, không phải là người ta cần cái gì chúng ta tả ơn đâu. Nhưng mà khi mình nhận được một món quà, cảm thấy rất là vui. Giống như một ngày kia tôi nhận được một cái cô bán vé số cho tôi được một cái bánh trung thu, tôi cũng rất là cảm kích tấm lòng vì được nhớ ơn. Và buổi sáng nay, trong cái ngày gọi là tri ân những người chăn mày, thì chúng ta phải là cơ đốc nhân, chúng ta phải làm. Có những người dạy đạo cho mình, không cần phải là mục sư, mà những người dạy đạo cho mình, chia sẻ lời Chúa cho mình, hướng dẫn mình, mình phải nên có một cái hành động. Nó không cần phải đem cái gì đó gọi là giống như lời Chúa phải có, mình không có tài sản thì mình có thể mua một món quà thì mình tri ân họ, mình nhớ ơn họ, thậm chí mời họ ăn buffet 220.000 đồng ở Nguyễn Tủ của một cái cô Huệ mới mở buffet 220.000 đó, mình mời đi ăn một buffet. Huệ Nguyễn chứ phải Huệ Bích nha, Huệ Nguyễn mới mở 220.000, 220k một phần buffet đó. Cho nên là mình nhớ ơn, mình làm, mình mời họ một buổi ăn hay là mua món quà tặng họ. Cách đây không lâu, chắc cũng cỡ khoảng 7-8 năm về trước, hơn 7 năm 8 năm, tôi có một người anh. Vì anh này là ảnh cũng rất là quý tôi, rất là quý. Khi anh
có một cái problem, một cái vấn đề và anh không còn ở trong chức vụ nữa, thì anh rất là buồn. Khi mà anh buồn như vậy thì tôi nhớ lần đầu tiên hai vợ chồng tôi làm một điều. Đó là khi mà tôi đi công tác ở bên Thượng Hải á, ở Trung Quốc, thì hai vợ chồng tôi đã quyết định thôi bây giờ anh buồn mà anh có thời gian, hồi xưa thì hầu chúa nó đi không có thời gian, bây giờ không có, là giống như bị thất sủng hay gì đó, không có thời gian, cho nên thôi bây giờ tôi quyết định là thôi bây giờ hai chồng em đi công tác sẵn, mời anh đi chung với tụi em. Và tôi nhớ trong cái buổi đó thì chúng tôi đã lo visa và thậm chí là lo vé máy bay, lo chọn gói chuyến đó để ảnh cùng đi với vợ chồng chúng tôi đi đến Thượng Hải, đi khoảng chừng tuần. Nhưng mà cơ hội chúng tôi thông công với nhau nhiều, vì ít nhiều mình cũng có những cái hành động để mình biết ơn những người mà dẫn dắt mình. Và nguyện lời Chúa buổi sáng nay khích lại chúng ta, hãy giống như mình quay trở lại ngược thời gian chút xíu để mình xem ai đó là người đã từng chia sẻ cho mình. Người ngoại người ta còn nói một câu đó là gì, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Thì mình xem lại. Rồi ở ngoài đời thì lâu lâu nó có một cái chương trình họp lớp á, đúng không, mà họp lớp rồi đi thăm thầy cô. Thật sự không phải là tới ngày 20 tháng 11 là phải đi thăm đâu, nhưng mà mình vẫn có thời gian. Và cảm ơn Chúa cho tôi đúng sinh ngày 20 tháng 11 luôn, cho nên cái ngày đó tôi rất là nhiều phước. Nhưng mà không phải là ngày 20 tháng 11, nhưng mà rất là nhiều ngày mình cũng nên biết ơn, mời ai đó đi ăn một cái bữa tối, hay là muốn quà tặng cho ai đó, vì đó là lời Chúa dạy cho chúng ta. Nguyện lời Chúa buổi sáng nay khích lệ chúng ta. Bây giờ chúng ta cũng đứng lên để chúng ta hướng lòng về Chúa. Ta cầu nguyện cho lời Chúa buổi sáng nay, để qua lời Chúa để khích lệ cho mọi chúng ta trong lời Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.